Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kbiz 24 giờ, kênh cập nhật nhanh nhất tin tức về các sao Hàn. Và hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Dịch bệnh Covid-19 khiến các ca sĩ nhóm nhạc K-pop không thể tổ chức những buổi biểu diễn trực tiếp với quy mô lớn. Do đó, các công ty giải trí bắt đầu chuyển hướng khai thác hình thức concert, các buổi hòa nhạc trực tuyến. Mới đây, SM Entertainment và JYP Entertainment đã hợp tác thành lập công ty chung là Beyond Live Corporation, gọi tắt là BLC. Từ đây hướng đến việc điều hành chuỗi concert trực tuyến trực thuộc dự án Beyond Live. Beyond Live Corporation sẽ là công ty lên kế hoạch và thực hiện chuỗi concert trực tuyến của Beyond Live. Sức mạnh tổng hợp của BLC đến từ mạng lưới toàn cầu của JYP, khả năng sản xuất nội dung của SM và công nghệ của Naver. Với sự kết hợp của cả ba yếu tố trên, Beyond Live được dự đoán sẽ thành thương hiệu concert online bằng cách tăng cường phát triển kinh doanh toàn cầu. JYP cho biết, hai công ty chúng tôi đại diện cho K-pop sẽ cùng dẫn dắt sự phát triển của thương hiệu concert trực tuyến. Chuỗi concert trực tuyến Beyond Live bắt đầu được tổ chức từ tháng 4 năm 2020 dưới sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ SM như là WayV, NCT Dream, Super M, Đông Bang Shinki, Super Junior, v.v. Những buổi hòa nhạc theo hình thức này nhận được rất nhiều lời khen ngợi vì sử dụng công nghệ một cách triệt để, chẳng hạn như tương tác thực tế ảo và công nghệ văn hóa mới. TWICE là nghệ sĩ đầu tiên có buổi diễn thuộc chuỗi concert Beyond Live sau khi SM và JYP thành lập công ty chung. Concert mang tên TWICE World in a Day của 9 cô gái nhà JYP sẽ được tổ chức vào 15 giờ theo giờ Hàn Quốc vào ngày 9 tháng 8. Hiện tại, người hâm mộ đang vô cùng nóng lòng muốn biết những gì diễn ra trong concert online của TWICE sau màn bắt tay lịch sử của hai công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. TWICE là một trong những nhóm nhạc chăm chỉ comeback nhất K-pop. Nhóm vừa hát vừa phát hành mini album thứ 9 là More and More vào tháng 6 vừa qua. Thế nhưng có khả năng lần tái xuất thứ 2 trong năm 2020 của 9 cô gái nhà JYP đang đến rất gần. Ngày 5 tháng 8, tờ Sport Joseon của Hàn Quốc thông báo TWICE sẽ comeback với sản phẩm âm nhạc mới vào tháng 10. Trước thông tin này, JYP xác nhận rằng TWICE đang chuẩn bị cho album mới, lịch trình chính thức sẽ được công bố sau. Màn comeback tháng 10 sẽ đánh dấu sự trở lại của TWICE sau 4 tháng, kể từ ngày mà các cô gái phát hành album More and More. TWICE đã tẩu tán được 563.000 đĩa cứng và hiện tại đang giữ kỷ lục là nhóm nữ có doanh số ngày đầu cao nhất của Hanteo. Nếu TWICE chốt ngày comeback như báo Hàn đưa tin, thì K-pop sẽ chứng kiến cuộc đối đầu rực lửa giữa hai đại diện đến từ JYP và YG. Trước đó, Blackpink đã xác nhận tung full album đầu tiên mang tên The Album vào ngày 2 tháng 10. Qua đó, người hâm mộ đang vô cùng mong chờ cuộc đua thành tích giữa hai nhóm nhạc nữ hàng đầu K-pop. Đây là chưa kể đến khả năng BTS góp vui. Trong một lần giao lưu trực tuyến với fan, 7 chàng trai nhà Big Hit từng tiết lộ có khả năng họ sẽ tung album trong tháng 10. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được xác nhận. Các bạn muốn quan tâm theo dõi video của Kbiz 24 giờ, đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn được cập nhật nhanh nhất những thông tin nóng hổi của các sao Hàn đến từ Kbiz 24 giờ các bạn nhé.